Con giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái của con ạ. Ừ, chào con. Dạ, con chào bác. Mời đi con. Bạn gái con dễ thương không mẹ? Quá là dễ thương. Nhà con mấy anh em? Dạ thưa bác, nhà con có ba chị em. Ba chị em? Con làm nghề gì? Dạ thưa bác, con là cô giáo. Trời ơi, cô giáo hả con? Trời ơi, sao con chọn khéo quá vậy con? Ủa, nôn dễ sợ luôn á. Bắt nôn có con dâu lâu lắm rồi. Mà con cô bác nó ké chọn quá trời. Ai về bữa nay dắt về một đứa. Trời ơi, con ơi, mẹ vừa lòng dễ sợ luôn vậy đó. Con nhiêu tuổi? Dạ, cô ấy tuổi dần á mẹ. Tuổi dần hả con? Hả? Con mới nói tuổi gì? Dạ, tuổi dần. Thôi khỏi cưới đi. Dần thân tỵ hợi tứ hành xung. Xung là xung khắc chứ không phải là xung sướng. Mẹ là tuổi tỵ nè. Mẹ, xin lỗi con nha. Bác là vừa ý con tất cả mọi thứ. Nhưng mà chắc có cái tuổi thôi à. Với lại tuổi dần của con khắc với bác. Không lẽ cưới về rồi hai mẹ con gây lộn nhau hoài sao được. Hơn nữa con lớn tuổi hơn con của bác đó con à. Thời buổi bây giờ mà mẹ còn định kiến như vậy sao mẹ? Thời buổi nào cũng vậy trơn á. Con gái tuổi dần nó cao số lắm. Nó đè con chết lúc nào không biết á. Dạ xin lỗi bác, xin phép bác không về. Mẹ, mẹ con cái gì? Con suy nghĩ kỹ đi. Một là mẹ, hai là cổ, con chọn đi. Chờ em.
ôm nó đi. Năm trôi qua rồi mà con vẫn không tươi tỉnh lên được hả con? Làm sao con tươi được hả mẹ? Con còn yêu Ngọc lắm phải không? Dạ. Vậy con đón Ngọc về đây đi. Bây giờ con biết tìm ở đâu hả mẹ? Bây giờ con suy nghĩ nha. Ngày xưa con với Ngọc hay uống cà phê ở cái quán nào, con chạy u ra cái quán cà phê đó, con sẽ thấy Ngọc ngồi ngay đó. Con hiểu ý mẹ nói không? Mẹ nói thiệt hả mẹ? Mẹ nói thiệt. Nè, con mà ra trễ người ta bỏ đi, đừng có trách mẹ đó nghe. Đi đi con. Con im mẹ. Thằng quỷ. Em à, em đang khóc vì anh đã không đến có phải không? Anh đã chờ em suốt một năm qua ở đây, và lần nào anh cũng thất vọng rồi ra về. Anh đã liên lạc với em bằng mọi cách nhưng vô ích. Anh đã tự hỏi mình đã làm gì sai để em phải xa lánh anh. Sáng nay anh đến đây rất sớm và chờ em, nhưng vẫn không thấy em đâu. Anh thật sự không đủ kiên nhẫn nữa. Khi em đọc những dòng chữ này, anh đã ngồi trên máy bay sang Nhật. Anh sẽ làm việc trong 3 năm và có thể là hơn. Có lẽ chúng ta không còn gặp lại nhau nữa. Anh chúc em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Anh yêu em. Có khi nào quay trở về đây với mình mà ta ước mong không xa xa rời. Người yêu hỡi đã bao lần nước mắt này rơi, bao yêu và từng ngày nhớ em chẳng thể quên. Tường vi trắng mong manh tàn nỗi đau lòng anh, mà sao trong giấc mơ anh vẫn chờ. Dòng nhật ký đã phai mờ những kỷ niệm xưa, những con đường có mưa anh chờ em. Con yêu con bác lắm phải không? Dạ. Nếu như bác nói là bác muốn con xa con bác một năm, một năm thử thách, nhưng mà nè, nên nhớ trong một năm con không được xuất hiện trước mặt con của bác, con không được liên lạc với con của bác bằng mọi cách. Con làm được không? Nỗi đau lòng anh, mà sao trong giấc mơ anh vẫn chờ.